Mới về chiếc đen cam đẹp quá anh em ơi. Tiếc là bị hư cái vỏ sau. Vỏ sau đậu quá, đậu nó bị nứt. Còn được cái vỏ đầu. Vỏ đầu gì cui rồi nè. Tại vỏ sau nó đậu ở đầu ít chạy quá, nó bơm lên nó bị gần hết trơn, nó hư. 2010. Quá mới. Xe đi 8.000 cây à. Quá mới vậy nè. Đẹp quá đẹp anh em ơi. Bao da zin 8.600, 8.600 cây nha nè. Tem tiết rồi, đẹp thẳng băng nha nè. Quá đẹp. Hai bên luôn. Xe này dàn tem là nói chung là ngay trừ luôn. Ngay trừ thẳng băng luôn. Mới nha hai chìa khóa, hai gương hậu, da engine quá mới. Lốc có nổ dài bãi đốm nha nè, do đậu quá trời đậu đó nè, nè ít có chạy quá đó. Xíu đó đây. Xe nào? Chỉ là 36. Mười một ngàn. Hai chìa hai khóa còn đầy đủ hết, vỏ còn luôn, nẹp xi luôn. Quá trời con xe này. Vỏ còn luôn. Xe quá mới luôn. Nẹp xe. Quá đẹp. Hai chìa khóa nè, chìa này chưa chưa rút ra nè, hết hồn đẹp, coi nhìn cái ổ là biết rồi, đẹp lắm. Rồi đưa chiếc đen cam này vô đi xăng đây nè, Super Game mới về nè, quá trời đẹp luôn. Clip này cho đi kèm đi nha anh. Anh em ở đây cố gắng dọn cho hết mấy cái dàn xe đó cho rồi. Chưa đâu, chưa có quay đâu. Rồi, đây còn thay. Quá trời, chiếc ở bê Thái này ốc nó trắng. À, trắng tươi luôn nha nè. Trắng như mưa râm rồi. Bảy màu luôn. Rồi anh em nào cần thì liên hệ số trường xăng nha anh em. Nhớ đăng ký kênh nha anh em để cập nhật xe về theo năm tháng nha anh em. Rồi phép xin chào.